Dạ, xin chào anh Dũng. Dài công tác thì nghỉ chắc cũng hơi đuối hay là nào ạ? Dạ, làm hôm nay thì cùng với anh quá mệt, nhưng mà bữa nay được anh tới thăm cũng rất vui. Rồi, sau khi tới thăm thì anh cũng có hỏi gì không? Anh em mình gặp nhau cũng phải nghiên cứu gì cho nó vui vui hơn. Dạ. Cái chương trình mà thả cá của mình đó dạ. Cũng vẫn y như cũ. Dạ, lịch trình y như cũ là ngày 29. Ngày 29 ha. Dạ, 29, 29. Dạ. Cũng bà con dạ phải nói là quá khủng ha, 110 triệu, quá gì quá khứ rồi, quá phước rồi, mấy cá luôn quá trời. Lúc đầu hai anh em chúng tôi chừng giỏi lắm là chừng 1 tấn rồi, nhưng mà không ngờ bà con ủng hộ quá nhiều. Thì dạ. Bà con có nhiều bà con mà đã xem đó, nói ủa sao thả cá không cho tôi hay. Dạ. Thì bây giờ là bà con là gửi tiếp tục để mà chúng mình làm tiếp tục nữa đó. Dạ. Thì cũng sắp xếp thời gian cái ngày đó mình đi nha. Dạ. Rồi thì hôm nay thì Đức Dũng cũng gặp tại cái tiểu thành hậu thì cũng có hai cái câu này của Đức Thầy có nói là nay dương trần gặp buổi mưa ngông phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Dạ. Như vậy cái buổi mưa ngông là như thế nào mà giọt sương là đông hạ là như thế nào? Dạ. Bạn Thiền Thánh Hậu cư sĩ cũng là một người thông về giáo lý của thầy, thì giải đáp cho những bà con nào chưa hiểu được hai câu này đó thì dạ. Tìm hiểu thêm về giáo lý của thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy, kính trình chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, gia hộ độ cho thế giới được hòa bình, tất cả chúng sanh được an cư và lạc nghiệp, và lo tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, và kính thưa anh Tuấn Dũng, nhiều cầu nhân ái. Sau khi anh trên đường thiện nguyện trở về đây, đi ngang nhà của Thành Hậu, thì anh em làm chung rất là lâu hôm nay. Thì sau khi mà nhân một cái dịp như thế này, gọi là nhân sự tổng sự, thì sau khi đến thì cái người đạo thì không có gì hơn, mình đem chân lý giáo lý của Đức Thầy ra để bàn giải, thì đó là cái điều hết sức là quý báu. Vậy thì vừa qua anh Dũng hỏi lên trong cái hệ bài Diệu Pháp Quang Minh, tại vì cái bài Diệu Pháp Quang Minh đó là Đức Thầy viết, nếu nói về điển tích đó, rất là nhiều. Dạ, rất nhiều trong đó. Thì đây là cái đoạn kết, Đức Thầy nói là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ, đơn điên nhân nghĩa điên gì đạo cả, thôi chào đời khép cửa buồn riêng, có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Đó là cái đoạn kết trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh. Thì tại sao ý đồng đạo hỏi đó là gặp mưa mà không hứng mưa, mà tại sao hứng sương? Theo đúng ra Đức Thầy nói là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu là phải hứng mưa, mà tại sao là phải sớm hứng giọt sương đông hạ? Tại sao, lý do gì? Nó có một cái điều gì hơi lạ lạ. Gặp mưa, theo nhân gian mình gặp mưa thì phải hứng mưa, mà tại sao Đức Thầy khuyên chúng ta gặp mưa lại hứng sương? Đúng rồi. Nó có cái điều lạ anh Dũng. Dạ. Dạ. Vậy thì cái bài Diệu Pháp Quang Minh, cái hệ bài Diệu Pháp, tức là Đức Thầy nói rút trong cái hệ kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Dạ. Cha chữ diệu là hay, là khéo, khó thể nghĩ bàn. Mà chữ diệu trong nhà Phật là có Ngài Thích Thiện Hoa, là tổng vụ hoằng pháp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài dịch cái chữ diệu. Tại vì Ngài dịch nguyên một cái bộ, tất cả những kinh pháp đó Ngài dịch ra bộ Phật học phổ thông luôn. Trong đó chữ diệu là gì? Chữ diệu là chân lý chất thật. Diệu là chân lý chất thật đó. Vậy thì diệu pháp, chữ pháp đó là cái lời của Phật nói ra. Dạ. Chữ quang là sáng, là ánh sáng bằng thể. Chữ minh là ánh sáng bằng dụng. Thường thường mình học hay nói thằng đấy, công nhận nó thông minh. Dạ. Tức là mình học mới hiểu gọi là thông minh. Mà chữ quang là ánh sáng từ nội tâm nó xuất phát. Nhiều có những cái mình không học, có những cái không ai cho mình hay mà tự nhiên mình biết. Nó linh thiêng lắm, nó màu nhiệm lắm. Đó, như vậy là gọi là cái hệ bài là Diệu Pháp Quang Minh. Thì trong này có hai câu là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu. Nay là nói cái thời buổi hiện tại là Đức Thầy ra đời. Ngày 18 tháng 5 gọi là tháng 5 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Đó. Như vậy là nay là kể từ khi ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão Đức Thầy ra đời dạy đạo là nay. Dương trần, chữ dương là nó trái lại với âm. Dương là những người nhìn được, thấy được, gờ đụng được và sống trong hiện tại cuộc sống chúng ta, gọi là dương.
Mà chữ trần đó có nghĩa là nó nhiều nghĩa, trong đó gọi là trần là bụi đỏ, là cái người sống ở thế gian rất là đau khổ, tượng trưng cho là những sự đau khổ là dương trần, là bụi đỏ, hạt bụi đó, dương trần. Gặp bụi mưa ngâu, chứ gặp là đối diện với nhau. Cái bụi nó điều lạ quý vị, nếu nói về tự ngữ nó rất là lạ. Chữ bụi là nó không phải suốt một ngày, trong một ngày nó có chia ra, thí dụ anh em mình gặp nhau có một bụi à. Một bụi là nó có thời gian, thời hạn, nó có mau lắm, gọi là bụi. Đức Thầy ra đời chỉ 7 năm, 10 tháng, 7 ngày. Dạ, nó có cái gọi một bụi thôi. Một bụi thôi Đức Thầy ra đời giải đạo, gọi là Nai Dương Trần gặp bụi mưa ngâu. Đó, mưa ngâu là nói về danh từ Đức Thầy gọi là nhân cách hóa, dụng sự mà diễn lý. Nếu nói về cái chuyện gọi là thần thoại thơ, quý vị mình nếu có dịp mình lật cái bộ sách gọi là thần thoại thơ, có trình bày lại cái mẫu chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ. Ngưu Lang là cháu của Ngọc Hoàng, và Chức Nữ là một người dệt vải. Thì Ngưu Lang là trách nhiệm là giữ châu trên cõi trời, giữ châu ở trên trời có cõi châu nữa, và châu xanh. Rồi Chức Nữ, tại vì Chức Nữ đó là người dệt vải. Như vậy thì hai người, tại vì ở trên cõi trời đó, đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại ở dưới đây gọi là Ta Bà, thấy không? Ta Bà ở đây, hiện tại ở đây. Rồi lên cõi trời đó là Tứ Thi Dương, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, dài dài lên. Nhưng mà nó gồm có cõi trời dục giới nè. Dục giới là cái cõi trời này vẫn sống như con người mình nha, vẫn có tình cảm đó, vẫn ăn mặc bình thường, gọi là cõi trời dục giới. Giới có trời vô sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì những cõi trời nó cao hơn. Mà nhưng mà cõi trời dục giới là cõi trời vẫn sống như con người mình, có phước là về cõi trời đó, là cõi trời dục giới, vẫn có gia đình, vẫn có ăn uống bình thường, gọi là cõi trời đó. Như vậy thì sau khi hai người mới thương nhau, nhưng mà quý vị mình biết rằng đó, tình yêu nó gắn kết với nhau rồi thì nó quên đi anh Ngưu Lang, thì quên đi cái giữ châu, để châu nó đi tùm lum. Rồi Chức Nữ đó thì quên đi công việc dệt vải của mình, làm cho bê trễ công việc, làm cho Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận. Đã, đây là thần thoại thơ nha. Cho nên mới nói rằng phải chia cách ngang một hai người đó, một người đầu sông, người là cuối sông, cái sông Ngân Hà. Cho nên quý vị giấc tối đó mình dòm thấy có một cái dòng, cái sao á, nó văng 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 một dòng, cái sao đó gọi là sao Ngân Hà, tượng trưng cho giữa dòng sông. Một người thì đầu sông, một người thì cuối sông, nhưng mà chia cách nhau để chi? Một năm mới cho gặp nhau một lần, một năm mới gặp nhau một lần. Sau khi gặp nhau nó có một cái thời hạn thôi, chứ nó không có lâu. Sau khi gặp nhau phải làm sao? Một người ở đầu sông, một người cuối sông, thì phải làm sao đi qua bây giờ? Nhưng mà chỉ có cái loài quạ. Cái loài quạ này nó lạ nha quý vị. Quý vị mình để ý nha. Cái đêm thất tịch là mùng 7 tháng 7 là Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, trong chuyện có kể. Cho nên tới bây giờ đúng ngày mùng 7 tháng 7 qua tới ngày mùng 8, mùng 9, con quạ cái đầu nó sẽ sội hết. Tại sao vậy? Tại vì từ đầu sông bên đây tới đầu sông bên kia hai con nó giáp mối với nhau. Thì Ngưu Lang Chức Nữ á, đi trên cái làm cái quạ cái, nó đã đội cầu, gọi là nhờ chim ô thước bắt cầu sông Ngân. Con quạ nó đội cái cầu, nó bay lên, nó đội cái cầu, nó làm cho làm cái móng cầu để cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, gọi là cầu ô thước. Ô là quạ, tức là cái đó là thần thoại thơ đó kể. Thì hai người mới gặp nhau, sau khi gặp nhau và tùng phùng thương nhớ, kêu bằng là một năm mới gặp nhau một lần mà đó, thương thương mừng mừng tuổi tuổi, rồi sẽ chút nữa sẽ xa nhau. Cho nên những giọt nước mắt hai người gặp nhau mà tùng phùng, nó mừng mà rơi nước mắt luôn. Rơi nước mắt làm cho dưới trần gian có những trận mưa lấy khoáy, gọi là mưa phùng, mưa gọi mưa ngâu chứ, gọi là mưa ngâu đó. Vậy là mùng 7 tháng 7 có những đám mưa lấy khoáy, đám mưa đó là những giọt nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau đó. Như vậy thì Đức Thầy nói rằng dụng sự mà diễn lý, là hôm nay chúng ta là chúng sanh hiện tại, cái người nghiên cứu theo giáo lý Đức Thầy và người được nhân viên tu theo Phật giáo Hòa Hảo đó, gọi là mình chính là nay là cái ngày Đức Thầy ra đời dạy đạo, gặp Đức Thầy giống như Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Dạ. Cái giáo lý này Đức Thầy để là cái giáo lý, cái giáo lý tượng trưng cho một cái con quạ để nó đội cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Nhưng mà lạ một điều, mình và Đức Thầy gặp nhau nhưng mà phải xa nhau. Cho nên Đức Thầy nói là giữa chừng đờn nở đứt dây mà chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Như vậy thì
mình và Đức Thầy, đám mưa này là nay Dương Trần gặp buổi mưa ngâu, tức là đám mưa trùng phùng của Ngưu Lang và chức nữ gặp nhau, vợ chồng gặp nhau, thầy tớ gặp nhau, anh em gặp nhau, vậy là đám mưa này lắm, đám mưa trùng phùng. Đức Thầy cho biết rằng xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật dậy thì xuống đây đó. Hay hoặc là chúng ta đó, mình là giống nồi thì cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu, mình là trên cõi trời xuống đây, mình giống như Ngưu Lang và chức nữ nữa không, để mà sau khi gặp Đức Thầy rồi thì phải xa nhau đó. Như vậy là cái ý thứ nhất, tức là mình và Đức Thầy gặp nhau là Ngưu Lang và chức nữ. Cái nghĩa thứ hai, tại sao gặp mưa mà không hứng mưa lại hứng sương, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Vậy thì Đức Thầy ra đời là ngày 18 tháng 5, phải không? Ngày 18 tháng 5 là phải sớm hứng giọt sương đông. Đông là mùa đông là gì? Mùa đông là tháng 11 là mùa đông. Mùa xuân là tháng giêng, tháng 2, tháng 3. Mùa hạ là tháng 4, tháng 5, tháng 6. Mùa đông là tháng 7, 8, 9, 10, 11 đó. Tức là xuân đông hạ là Đức Thầy ra đời đó là ngày 18 tháng 5 là mùa hạ. Là mùa hạ nha. Mùa đông là Đức Thầy sanh mùa đông 25 tháng 11 à, đông hạ. Đúng rồi, là phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là ngày thấm thoát đông qua hạ chí, nó trùng hợp. Thái tử ngày xưa là sanh cũng mùa đông, mở đạo của mùa hạ, gọi là ngày thấm thoát đông qua hạ chí. Bà trổ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khí khách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, vân vân. Như vậy thì ý nói rằng Đức Thầy ra đời giải đạo để cho chúng ta biết Đức Thầy sẽ là một nhân duyên gạch nối để cho chúng sanh gặp với giáo lý của Đức Phật, giáo lý giải thoát. Đức Thầy xuống đây nói rằng ta không quên, ta là một đệ tử trung thành Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì giáo lý của Đức Thầy, Đức Thầy ra đời là quy nguyên chân kiền và canh tân giáo điều của Phật Tổ, tức là đem cái giáo lý của Đức Phật ngày xưa để xuống đây mà dạy chúng ta đó. Tức là sẽ sửa đổi lại một số giáo điều mới đó. Như vậy thì Đức Thầy ra đời hôm nay là phải kêu chúng ta là phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Tại vì Đức Phật ngày xưa nè, Đức Phật sau khi thuyết 49 năm, Đức Phật trụ thế 49 năm, nói năm thời nói kinh, là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật là Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm nhị thập phương đẳng bát là A Hàm 12 năm, phương đẳng 8 năm, nhị thập nhị niên bát nhã đàm là kinh bát nhã 22 năm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên là kinh Pháp Hoa là thêm 8 năm nữa. Như vậy mà cuối cùng Đức Phật nói ta không nói một lời nào. Nghe lạ, một số người nói ủa sao Đức Phật thiết rồi Đức Phật nói ta không nói lời nào. Thì Đức Thầy nói rằng là đạo vô di của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Vậy thì Đức Thầy đem cái chân truyền, cái vô di chánh pháp, Đức Thầy nói rằng là vô di chánh đạo hỡi người ơi, quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt. Tức là cái vô di mới chánh đạo. Thì thứ nhất là Đức Thầy dạy nè, tu vô di chứ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Chứ không phải mình đem lại tiền của nhiều, mình đem lại chè nhiều, mình đem lại xôi nhiều mà Phật thương mình, không phải. Gọi là tu vô di chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Điều thứ nhất, tức là chúng ta trở về con đường là vô di. Thứ hai, làm vô di chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Vì thì bây giờ tất cả việc làm của chúng ta, làm từ thiện hay hoặc là bố thí giúp đời, phóng sanh thả cá, tất cả mọi cái gì mà nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng công việc mình là quá phước lớn là cái đó là không đạt. Giống như ông Vua Lương Võ Đế ngày xưa, ổng cất 72 kiển chùa, ổng đến hỏi tổ, đến hỏi Đạt Ma Tổ Sư, dạy thưa tổ, cái phước của tôi làm nó lớn bao lớn. Đạt Ma Tổ Sư nói đó, cái phước ông làm nó nhỏ như hạt cái, nó nhỏ xíu. Dạ. Cho nên quý vị mình thành hậu mới coi cái bình luận, không biết đồng đạo nào nói lên, thành hậu nói là thả cá là phóng sanh có công đức, mà vị đó nói không có công đức, đức phước đức chứ không phải là công đức. Công đức và phước đức do tâm mình thể hiện mà thôi. Thí dụ một sâu chuỗi này thôi, mà tôi cúng dường cho một vị sư đó mà tôi phát tâm Đại Bồ Tát, Đại Bồ Đề,
phát tâm bồ đề lớn mạnh là sẽ nói rằng con hồi hướng cái thâu chuỗi này, sau này con thành Phật là cũng dẫn đường thành Phật. Quan trọng là do cái tâm mình khởi. Thí dụ như là chú Dũng ơi, chuyến tới làm ơn chú phóng sanh giùm tôi, hồi hướng công đức cho gia đình tôi, thì đó là công đức. Tại cái tâm mình muốn cho nó có công đức thì nó là công đức. Mà nói chú cầu cho tôi cái kiếp sau tôi giàu, đó là phước đức. Mà nếu cầu cho tôi kiếp sau được vãng sanh Tây Phương, được bỏ thân người làm thân thánh này kia nọ đó, là đó là công đức. Chứ đâu có gì đâu. Dẫn 1.000, dẫn 10.000, dẫn 100 triệu, dẫn 10 triệu mà mình dẫn hồi hướng, cho nên người ta nói rằng có tiền mua tiên cũng được. Chứ không phải như mấy ông bây giờ nó có tiền cái mua tiên, cái tiên nhỏ nhỏ là không phải vậy nha. Tiên có nghĩa là có tiền rồi là chúng ta sẽ làm được công đức phước duyên. Tức là từ cái phước mà chuyển, phước báo chuyển thành công đức. Đó. Phước đức chuyển thành cái công đức, vẫn được bình thường. Chứ không phải mà mình bố thí cá, mình phóng sanh cá, hoặc là bố thí cho đồng đạo này kia nọ, mình nói đó là phước đức chứ không phải. Đó, nếu mà chúng ta thể hiện cái tâm thanh tịnh nào, phát tâm tôi gửi cho quý vị một phần quà đó, sẽ phát tâm có hồi hướng công đức về kiếp sau hoặc là về cảnh giới Niết Bàn tịnh độ vân vân, thì sẽ đạt được kết quả. Nó vậy thôi. Quan trọng là tại vì Phật cho tâm thành. Tại vì Đức Thầy nói rằng cho chúng ta biết đó, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Vậy cái tâm mình bây giờ mình muốn thành tiên thì thành, mình muốn thành Phật thì cũng thành được, thế thôi. Tại mình không muốn thành. Và tại vì một tay thì nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Về nhà, về đi chùa gặp Phật muốn tu, mà về nhà lu bu cái mình muốn nghỉ. Kêu bằng ăn thì tranh thủ nè, ngủ thì khẩn trương, hành đạo thì bình thường. Còn khoái thì coi cá lương, còn thích là cúng dường. Kiểu này là tu, kiểu này là quỷ sứ sắc, quỷ dâm dương. Đó. Như vậy thì chúng ta nên suy nghĩ rằng Đức Thầy ra đời đó là làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Đó. Thấy không? Vậy thì bây giờ thứ nhất là tu vô vi nè, rồi hành vô vi nè. Gọi là thêm đó là làm vô vi chánh đạo mới màu, tức là làm bây giờ mình cũng làm vô vi, làm là làm nhiều. Một số mấy vị mạnh thần quân nó thôi khỏi để tên thì cũng tốt, mà để tên thì cũng tốt, nó không có gì hết. Nói chung ra là tất cả mọi cái là nó không có gì để dính mắc hết, thì chúng ta sẽ chuyển thành từ cái phước đức này, nó sẽ chuyển thành cái công đức. Mà nếu nói về cái công đức đó, công đức đó nó lạ có một điều là nó sẽ cho chúng ta từ cái người phàm phu. Hiện bây giờ mình còn phàm phu nè, ăn mặc ở tất cả mọi cái đều giống như thế gian thôi. Nhưng mà mình chuyển thành cái công đức rồi thì nó sẽ chuyển thẳng về trên cảnh giới Tây Phương kia. Cái công đức này sẽ chuyển thẳng về cảnh giới Tây Phương kia, gọi là ao sen báo Tây Phương đua nở để chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì mình vừa làm phước rồi mà vừa niệm Phật nữa thì nó rất quý. Thêm một điều nữa, nhiều quý vị mình xin cởi mở luôn, sẵn có dịp mình nói, chứ nhiều khi mình nhắn tin rồi không thể nào nhắn tin hết được. Dạ, sẵn nói luôn, quý vị đồng đạo nói đó, mình làm phước là nó có phước thôi, còn niệm Phật mới có huệ, chứ không phải. Nó liên thông với nhau. Thường thường nói câu là phước huệ song tu đó, đồng đăng bỉ ngạn. Không phải mà mình đi làm phước là nó có phước không, mà không phải mình niệm Phật là có huệ không. Nó vẫn có phước và huệ trong đó. Thí dụ bây giờ làm phước nè, mình làm phước đó, tại vì con người mình nếu mà có huệ đó, gồm có là hiện tại mình phải văn huệ nè, học nhiều cũng có huệ. Bây giờ mình nghe Đức Thầy nói là khá chí tâm, học hành kinh sám thoát nơi miền hắc ám phong ba. Mình học kinh, tụng kinh, đọc giảng nhiều thì tự nhiên mình phát sanh trí huệ. Nó cũng có huệ được. Rồi, gọi là văn huệ nè. Thứ hai là tư huệ. Tư huệ là tư duy. Mình suy nghĩ câu giảng này, suy nghĩ lý đạo kia, suy nghĩ ý đạo khác, thì nó mở mang một cái trí tuệ. Như vậy là gọi là tư huệ. Nó vẫn có huệ. Rồi cuối cùng là tu huệ. Tu huệ là ngồi thâm thì nhập định, phát sanh trí tuệ. Chứ đâu có gì đâu. Chứ không phải huệ là một cái vấn đề gì cao xa hết. Và quan trọng là cái tâm mình nó thanh tịnh thì nó sẽ đạt được cái trí tuệ. Rồi làm phước mình sẽ chuyển thành huệ. Tại sao vậy? Thí dụ mình làm phước là tâm mình vẫn thanh tịnh mới làm phước được. Chứ nếu mà thật ra cái tâm mình không thanh tịnh là không bao giờ làm phước được. Tại sao? Lý do như thế này. Cái danh từ mà xã hội, mình nó nghe đơn giản thì thật ra là nó hơi lạ nha. Xã hội, xã là buông bỏ. Mình xả rồi hả hội lợi. Chứ nếu mà không xả hội lợi nó sanh giặc. Tại vì mỗi người ý. Ông chặt thuốc nam thì chê cái bà niệm Phật. Cái bà niệm Phật thì chê cái ông thả cá.
cái ông thả cá thì chê ông kiếm thuốc nam, thì chê qua chê lại thì đâu gọi là xả hội. Mình xả rồi hả hội lợi nghe quý vị. Chứ nếu mà cái tâm mình còn dính mắc, còn tham, còn sân, còn si, còn bắt lỗi, nội bây giờ thấy như vậy thôi, cho người này không cho người kia thì cũng giận đó. Rồi cho ông này nhiều bà kia ít cũng hờn. Những cái vấn đề đó thì cái tâm chúng ta nó không có được thanh tịnh, chứ đâu có gì đâu. Rồi thêm một điều nữa, vấn đề này nữa, cái chỗ đó là mình cho rồi, ví dụ như Thành Hậu cho cái chỗ đó, Tướng Dũng lại cho cái tôi sợ mất uy tín, giành địa bàn, điện thoại này kia nọ cự cãi. Vấn đề đó đâu có phải mình giúp cho mọi người, người này giúp được thì người kia giúp được, tất cả mọi người giúp, mình khỏi giúp, giống như nói đạo cũng vậy. Người này nói được thì người kia khỏi nói mà niệm Phật. Thí dụ giờ như anh Dũng anh ngồi đi, anh niệm Phật là cũng công đức bằng nhau với Thành Hậu thôi. Chứ không phải mình bắt buộc mình nói đạo mới có phước, hoặc là cái ông kia ông là phóng sanh thả cá mới có phước. Tất cả mọi cái phước đức công đức tất cả gì do tâm sanh, phước do tâm tạo, đức do tâm sanh. Vậy thì bây giờ Đức Thầy khuyên chúng ta là phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Vậy thì Đức Thầy khuyên chúng ta phải mau mau trở lại cái đường lối vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Làm không có kể, tu cũng không có màng đến, không nói bữa nay tôi tu cao, tôi tu thấp, hay hoặc là đồng đạo này tu sao, ông đạo kia tu sao, cái bà đạo kia bố thí nhiều chắc phước cao, còn tôi không bố thí được chắc phước ít, đó là không có được. Mình phải dung thông hết tất cả, mình quan hỷ hết tất cả. Nói mà có một vị Bồ Tát trong Kinh Phật có kể, cái vị này không có tu gì nhiều. Ngài gặp ai, Ngài cũng nói rằng, Ngài xá như thế này: dạ thưa ông, tôi không dám khinh ông, vì trước sau gì ông cũng thành Phật. Chỉ bao nhiêu thôi mà Ngài thành Bồ Tát, Ngài quan hỷ gì đó. Không có bố thí được cách nào, rồi không có đi làm từ thiện gì, nhưng mà có tâm quan hỷ và không khinh người, gọi là sau này Ngài thành Bồ Tát rồi. Có danh hiệu anh Dũng biết gì không? Thường bất khinh Bồ Tát. Khỏi cần cái gì nhiều, nhưng mà quan hỷ trong việc làm. Người ta làm mình quan hỷ theo là cái phước mình bằng nhau, mà người ta làm mình nó là giận dữ lên là không có phước. Nó đơn giản vậy thôi đó, đâu có phước mà thêm cái tội, cái tội ganh tị. Ganh tị rồi gì nữa, cái tội ngũ nghịch là phá rối chúng tăng, là đố kỵ nè. Người ta làm việc phước thiện, hỏi mình làm như bị người ta điện lại, người ta nói này nói kia, bây giờ cô đó cho thì mình khỏi cho, mình cho chỗ khác. Cả trăm triệu dân lẫn thấy không quý vị, cả trăm triệu dân ở đất nước Việt Nam mình rất là nhiều chỗ, anh này làm chỗ này, anh kia làm chỗ kia, mình cố gắng để giúp đời. Thì nếu mà cái tâm mình cho dù không giúp được mà quan hỷ theo đó là phước dẫn đồng nhau, là vậy đó nghe. Cho dù Tướng Dũng và Thành Hậu đi làm ha, kêu bạn là tối ngày sáng đêm đi bố thí giúp đời tất cả mọi cái, mà cái tâm không quan hỷ thì thua quý vị. Mình ở nhà nó chàng ơi tội nghiệp mới để đó, làm phước quá phước. Quan hỷ theo là cái phước của quý vị có thể cao hơn Tướng Dũng và Thành Hậu luôn. Mình làm mà mình không quan hỷ, quan trọng là mình quan hỷ là phước đức đồng nhau. Vậy đó, làm tất cả mọi công tác từ thiện mà chúng ta nên quan hỷ mọi cái. Nhưng mà quý vị biết rằng, thì sẵn hôm nay nói luôn, tại vì Thành Hậu và Tướng Dũng tin chắc rằng làm đây không bao giờ vừa ý hết. Anh Dũng sẵn nói luôn, thay lời anh Dũng nói luôn. Tại vì nó, dạ, nhiều khi á, nói mà điện thoại thôi, người này điện được, người kia điện không được, cũng buồn, cũng phiền. Thành Hậu là cũng có bị rồi nữa. Nói mấy ông này là ưa khi dễ người ta. Xin thưa mô Phật, không có phải. Nhiều khi cái người này điện rồi người kia điện, nó kẹt máy với nhau. Hay hoặc là đang quay phim nè. Dạ. Dạ, đang quay phim gì rồi đâu có điện được. Tại vì cài qua chế độ là chuyển chế độ máy bay rồi, đâu có ai điện được đâu. Dạ, tại vì anh em mình quay bằng điện thoại. Rồi nhiều khi điện không được, cái quý cô, quý chị, quý chú nói sao mà mấy đệ này nghe, nó điện không được cái chân, giống như nó bị, giống như chảnh. Thật ra không có, tại vì anh em kẹt thôi. Nổi mà khi quý vị nằm mà đợi mỗi cuộc điện thoại là một niềm vui của Thành Hậu và Tướng Dũng. Tại vì quý vị mình điện lại là sẽ hỗ trợ cho Tướng Dũng và Thành Hậu để đi làm phương tiện còn công việc khác, hay hoặc là có những điều kiện nào đó quý vị mình gọi để Dũng ơi, anh để Hậu ơi, giúp ai giúp ai. Mỗi một cuộc điện thoại là của quý vị mình là một niềm vui của chúng tôi. Mỗi một cuộc điện thoại là một cái phước báo đến với chúng tôi. Chứ không bao giờ mà không nghe điện thoại đâu. Nhưng mà kẹt đi xe, rồi kẹt điện thoại này kia nọ, mong quý vị mình cũng quan hỷ. Anh em thành thật nghe quý vị, đây là thành thật tận đáy lòng. Đó, vậy thì dạ, vậy thì mong quý vị mình, hai anh em chúng tôi sẽ nói chung là có những cái là vô tình. Mong quý vị mình quan hỷ cho, và anh em cũng xin sám hối điều đó ha. Nam mô Đà Phật. Dạ. Yeah.
Thôi vậy thì hai câu vừa qua anh Tướng Dũng hỏi là Nai Dương Trần gặp buổi mưa ngâu phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Đó, vậy thì cô bác chúng ta cùng với Thành Hậu cũng phải cố gắng tu theo giáo lý Đức Thầy. Đức Thầy ra đời một cái bước ngoặt là sẽ khơi dậy, khơi nguồn để cho chúng ta hoài về một cái con đường tu tâm, tu vô vi chứ không còn hình tướng nữa. Tại vì tuy rằng lúa thì mình ăn cái vỏ, mình ăn cái ruột, cái vỏ phải bảo vệ. Cho nên tu, tu chứng là chứng cái tâm, còn cái tướng là bảo vệ cái tâm. Nói vậy có nghĩa là mình ăn chay mới thành Phật, mình phải giữ giới mới thành Phật, phải niệm Phật mới giảng sanh. Chứ không phải nói vậy cái tu tâm cái nó thôi tôi ăn mặn mà cái tâm tôi tốt thôi không có được. Dạ, nhiều khi là mình ăn chay thấy ăn cái miệng thôi nhưng mà cái tâm mình nó còn sao động không được. Hoặc là ông Ba Thới ông than, ông nói đó, châu mài sừng châu vẫn là châu, chay mãn kiếp vỏ hậu cũng ra khỉ. Ông nói rằng con trâu với con khỉ nó ăn chay suốt cuộc đời nữa, nhưng mà con trâu thì nó mài sừng nó còn đụng lộn, nó đâu có thành Phật được. Con khỉ nó ăn từ nhỏ tới lớn nhưng mà nó ăn chay mà nó còn nhướng còn nháy. Ý nói con người mình ăn chay mà còn này còn kia người ta, thấy không? Đó, như vậy thì bây giờ trở lại hai câu giảng của Đức Thầy khuyên chúng ta phải mau mau lẹ lẹ nắm tay với nhau chạy trở về con đường tu tâm đắc đạo do tâm. Đó, và Nam Mô Đức Phật, hai câu chúng tôi trình bày đến đây cũng tạm xong. Và xin cầu chúc cho anh Tướng Dũng được trên con đường hành thiện của mình cố gắng đạt được kết quả mỹ mãn. Và xin cầu chúc cho quý vị được thân khỏe tâm an. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.